AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những diễn biến tiếp theo của vòng chung kết AFC U20 Asian Cup 2023. Và bây giờ hiệp 1 của đối đầu giữa hai đội tuyển U20 Hàn Quốc và U20 Oman đã được bắt đầu. Một đường chuyền sau đó cũng cực kỳ bất cẩn của cao thủ U20 Oman. Cơ hội dành cho Hàn Quốc. Dứt điểm và pha ghi bàn của Kim Yong Hak. Đối phương biếu không cho Hàn Quốc một bàn thắng. Sai lầm tai hại của Oman. Và ngôi sao bên phía đội bóng U20 Hàn Quốc đã có pha lập công rất dễ dàng. Một tình huống đặt lòng cơ bản của Kim Yong Hak. Và chúng ta cùng xem lại đường chuyền cực kỳ cầu thả của đội trưởng bên phía U20 Oman. Kim Yong Hak dứt điểm rất đơn giản, khoảng trống như rộng mở. Đường chuyền sai đã khiến cho toàn hàng phòng ngự Oman bị sập sạch. Họ đã để lộ ra khoảng trống ở trung lộ. Kim Yong Hak băng lên, chiếm lĩnh không gian và đặt lòng vô cùng nhẹ nhàng. Rất khéo. Khá nguy hiểm. Anh có thể được chơi bóng cùng với Văn Toàn khi mà ngày hôm qua thì mới là trận đấu đầu tiên của Seoul Island tại giải hạng 2 của Hàn Quốc. Cơ hội không vào. Tại giải K-League 2 thì số 10 của U20 Hàn Quốc lúc này đã có được một bàn thắng sau 8 lần ra sân. Bên cạnh đó anh cũng có 2 lần ra sân ở giải quốc nội và đã có pha lập công tiếp theo cho U20 Hàn Quốc. Cú đá rất cháy của số 18 bên phía đội bóng xứ sở kim chỉ. Pha lập công là của chân sút Song In Young. Rất bất ngờ Hàn Quốc dễ dàng có được 2 bàn dẫn trước. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý và chỉ mất 3 chạm rồi. Song In Young đã đánh bại được thủ môn của Oman. Oman đang đá với rất nhiều những sự lập bập, mất bóng liên tục ở khu vực giữa sân. Phối hợp rất tốt. Ở đáy biên đưa bóng vào. 3-0. Rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Một cú đúp được ghi bởi số 18 của đội tuyển U20 Hàn Quốc. Pha lập công tiếp theo của Sung In-jong. Anh đã được đồng đội dọn cỗ cho mình. Kể cả khi mà Hàn Quốc nhường thế trận lại cho đối phương thì họ cũng rất dễ dàng có được bàn thắng thứ 3. Người kiến tạo cho Song In-jong lại chính là Kim Yong Hak, chủ nhân của bàn mở tỷ số.
hai cầu thủ đã góp dấu giày vào 3 pha lập công của đội bóng xứ sở kim chỉ. Cơ hội cú đá ở góc hẹp nhưng thủ môn đối phương đã chơi cảnh giác. Và lúc này thì Hàn Quốc đang là đương kim Á quân của vòng chung kết U20 World Cup. Ở giải đấu U20 World Cup năm 2019 diễn ra tại Ba Lan thì Hàn Quốc đã được 1-1 với Iraq. Xin lỗi bạn, là họ hòa 1-1 được với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thêm một cơ hội nữa dành cho Hàn Quốc nhưng chỉ có thêm một quả đá phạt góc dành cho đội bóng Đông Á. Rất hay, động tác giả tốt, quá nhẹ nhàng và đơn giản. 4-0. Nhưng các cầu thủ Hàn Quốc đã không thể được ăn mừng khi mà nữ trọng tài đã quyết định căng cờ báo lỗi việt vị. Cơ hội vào. 4-0. 4-0 dành cho các cầu thủ U20 Hàn Quốc. Pha ghi bàn là của cầu thủ mang áo số 11, người vào sân thay người Ka Seong Jin. Vẫn là một tình huống kết thúc rất đơn giản của cầu thủ đá khoa áo câu lạc bộ FC Seoul tại K-League 1. Động tác giữ và sau đó là quả cứa lòng bóng đi rất ngọt. Năm năm chờ đợi, U20 Ả Rập Xê Út trở lại để bảo vệ ngôi vương. Nhưng sẽ không dễ dàng với giải đấu tại Uzbekistan, khi đối thủ là những đội bóng trẻ hàng đầu châu Á. AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 khởi tranh từ ngày 1 tháng 3, trực tiếp, trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.